Đi ra ngoài ơi. Ai bắt con nằm vậy? Mẹ bắt con nằm vậy đó hả? Chết luôn rồi, kêu ba ba cứu mới được. Mẹ bắt con dữ không? Xin lỗi mẹ đi, nghỉ khóc xin lỗi mẹ đi. Chứ mẹ quýnh là ba ba không đâu dám cứu đâu. Rồi rồi, mẹ quýnh mà ba ba đâu cứu được. Mong xin lỗi anh dứt rồi xin lỗi mẹ. Chứ mẹ quýnh là ba ba đâu cứu được đâu. Rồi rồi, nói vậy nè, nói con mẹ quánh con gì đó hả? Mẹ ghẻ vậy? Quay mặt ra nói mẹ ghẻ. Quay ra đây nè, mẹ ghẻ gì con? Mẹ ghẻ phải không? Dạ. Đuổi mẹ đi đi. Đuổi mẹ đi đi. Gớt cây là mẹ lên quýnh nữa đó. Mẹ ghẻ mẹ hết gì đó hả? Bắt mẹ học đấy kìa. Họ quá dăng cây hết à. Lấy băng keo dán vô, lấy dán cây vô đít mới được. Chứ để nó lăn cái cây. Xin lỗi mẹ gã đi rồi mẹ không quýnh rồi, rồi mẹ cho đi. Dạ. Quay mặt ra đây nè. Nhiều đây. Nè, tao kéo. Tao kéo. Nè. Tao kéo ơi, nè. Đi. Đi, tao kéo đẹp ơi. Nè. Ok. Đi, tao kéo đi. Tao kéo đẹp đi. Ok. Xin lỗi mẹ, đến trước xin lỗi đi. Để mẹ bắt cưới rồi đâu ai cứu được. Chết. Con ngồi vậy là bị quýnh á. Nằm xuống liền. Mẹ ghẻ nè, nhìn mẹ, mẹ ghẻ nè. Tao kiểu này khóc. Ừ. Khóc